Quý xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm trực tiếp hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và chủ đề của chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phương pháp điều trị thoát vị địa đệm bằng vật lý trị liệu. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như quý vị và các bạn phát hiện có những cơn đau buốt ở cột sống thắt lưng hay là cột sống cổ, hoặc là có hiện tượng mất cảm giác nóng lạnh, mất phản xạ gân xương, tình trạng ngứa ran, tê bì và cảm giác ở vùng lưng, vùng cổ bị đơ cứng, rất là khó khăn trong việc cúi, ngửa, đứng ngồi hay đi lại, vân vân, thì quý vị hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, bởi vì đó có thể là những biểu hiện của bệnh thoát vị địa đệm. Và thưa quý vị, trong buổi tọa đàm hôm nay với chủ đề điều trị thoát vị địa đệm bằng vật lý trị liệu, chúng tôi mong muốn là giúp cho quý khán giả sẽ hiểu về căn bệnh thoát vị địa đệm này và cũng như là cách điều trị hiệu quả để chúng ta luôn có một cuộc sống hoạt động vững chắc, từ đó góp phần tạo nên một cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ. Chương trình do Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức ở địa chỉ 001 Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và chương trình đang được truyền trực tiếp trên sóng của đài. Ngay từ bây giờ thì quý vị cũng có thể xem trực tuyến trên website của đài tại địa chỉ cần thơ tv.vn. Và thưa quý vị, tham gia trong chương trình ngày hôm nay thì Phượng Quyên xin được giới thiệu cùng quý vị vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đến từ Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Và lời đầu tiên thì Phượng Quyên xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có những mong muốn để bác sĩ Ngọc tư vấn giải đáp, có những thắc mắc cũng như là những tình trạng bệnh chi tiết của quý vị, thì ngay bây giờ quý vị hãy gọi đến bốn số điện thoại đường dây nóng của chương trình để chương trình chuyển các câu hỏi cho bác sĩ Ngọc, đó là bốn số điện thoại 02923600842, 02923600843, 0906700345 và 02822369898. Phương Quy xin được nhắc lại một lần nữa bốn số điện thoại đường dây nóng để quý vị tiện liên hệ với chương trình, đó là 02923600842, 02923600843, 0906700345 và 02822369898. Bốn số điện thoại đường dây nóng này sẽ liên tục xuất hiện trên màn hình của quý vị. Quý vị hãy gọi đến cho chúng tôi ngay từ bây giờ để được giao lưu trực tiếp với bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, và đi vào chủ đề của chương trình hôm nay, đó là điều trị bệnh thoát vị địa đệm bằng vật lý trị liệu, thì chúng ta sẽ cùng nói đến điều đầu tiên, đó là khái niệm về bệnh thoát vị địa đệm là bệnh như thế nào, cũng như là biểu hiện đặc trưng của bệnh thoát vị địa đệm ra sao, thưa bác sĩ Ngọc. Đầu tiên thì tôi cũng xin chào Phương Uyên và chào quý vị khán giả xem đài. Cái chủ đề hôm nay chúng ta nói tới là vấn đề về cái thoát vị địa đệm. Thì thoát vị địa đệm thông thường xảy ra ở những người trung niên và người lớn tuổi thôi. Nhưng mà đối với hiện nay thì cái thoát vị địa đệm xảy ra đối với người trẻ rất là nhiều. Thì cái thoát vị địa đệm là gì và ra làm sao? Thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị khán giả sẽ rõ hơn cái cấu tạo của cột sống trước. Địa đệm là cái gì? Như nhiều người ta là hiểu, cứ biết là tôi bị thoát vị địa đệm vậy thôi, chứ cũng chưa có hiểu là cái địa đệm nó được cấu tạo ra làm sao và nó được như thế nào, thì quý vị sẽ chưa có hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện qua đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị được rõ. Thì mình nhìn trên mình thấy ở phía trên đây là cột sống cổ, rồi tới tiếp theo cột sống cổ nó có 7 đốt sống, sau đó 12 đốt sống ngực, tới cái phần xương sườn cuối như thế này là hết. Từ L1 xuống tới L5 đó là cột sống thắt lưng, sau này là xương cùng cột. Thì cột sống nó đi từ cột sống cổ tới cột sống ngực và xuống tới cái xương cùng cột. Mình nhìn đây mình thấy nó sẽ có những cái, mình thấy cái màu trắng mà dẹp dẹp như thế này, đây là cái đĩa đệm. Đĩa đệm thì nó là cái hình chiếc đĩa nó dẹp, phải không? Đĩa là nó đệm cho hai cái đốt sống, nó giống như tấm đệm cao su vậy đó, để mình đệm cho hai đốt sống này nó không gần với nhau, để cho nó không, khi mà mình cử động nó không có va chạm vào nhau đó. Rồi đây là đốt sống, thì đĩa đệm và đốt sống phía nó sẽ bằng phẳng nè, cứ đĩa đệm đốt sống nó xếp chồng, nó tạo thành cột sống dài từ trên cột sống cổ xuống
xuống ha. Rồi mình thấy bên hông nó sẽ có cái sợi dây thần kinh. Màu vàng như thế này là dây thần kinh ở bên hông. Trên cổ cũng vậy, cột sống ngực cũng vậy. À, rồi, bình thường cái dây thần kinh này nè, nó sẽ đi đâu? Mình sẽ nhìn đây, trên cột sống cổ này ha, nó có cái dây thần kinh nó sẽ đi ra ngang cái vai, nó xuống cái chấm tay, cẳng tay và xuống bàn tay. Còn đối với cột sống ngực, nó sẽ đi lan ra hai bên hông liên sườn. Nó có thể khi đi ra phần trước rồi có khi nó làm cho mình tức ngực khó thở, nó làm cho mình thở thở mạnh là nó đau dữ lắm. Đó là do viêm cái dây thần kinh liên sườn. Tiếp theo thì cột sống thắt lưng nó sẽ lan ra cái lưng bên trái hoặc bên phải, hoặc là nó ra cái hông luôn, cái hông bên đây, hoặc xuống cái mông, hoặc là đi ra tới trước của khớp háng, xuống cái mông, cái đùi, cẳng chân và bàn chân. Đó là cái đường đi của cột sống cổ, cột sống ngực và cột sống thắt lưng. Và cái vận động thì nó chi phối về cái gì? Vận động thì trên cột sống cổ ha, nó chi phối vận động của hai tay, mà có thể là cả hai chân luôn, toàn cơ thể luôn. Còn cột sống lưng á, thì nó chi phối xuống hai bàn chân. Khi mà bình thường mình thấy đĩa đệm nó ở cái vị trí này, nhưng khi mà nó thoát vị thì nó không ở cái vị trí này nữa, nó ở cái vị trí khác. Bây giờ đĩa đệm nó đang ở đây, khi mà mình thoát vị là nó phình cái màu đỏ nè, nó phình ra cái nó chạm vào cái sợi dây ở phía sau. Nếu mà cái này là L4, là L5 thì nó chạm vào để thần kinh L4 đó, nó chạm thì nó sẽ làm cho ảnh hưởng là đau mông xuống tê, đau mông xuống xuống đùi, xuống cẳng chân và xuống bàn chân. Còn bình thường thì nó sẽ không có cái cục này. Đó đó là vấn đề là thoát vị. Thoát vị thì cái trong cái đĩa đệm mà nó bên trong nó có một cái nhân, và ở ngoài thì nó có cái vòng xơ, nó là hình chiếc đĩa, nó một cái chiếc đĩa nó đệm vậy nè. Nếu chúng ta thoát vị đĩa đệm á thì nó nặng, còn nếu mà chúng ta lồi đĩa đệm là nguyên cả cái khối nó lồi thôi, chứ nó không có nhân bên trong, nó không có thoát ra bên ngoài. Đó thì cái tình trạng này là thoát vị và chèn ép vào cái rễ thần kinh. Đó là từ cái cột sống thắt lưng, đó là gọi là thoát vị đĩa đệm. Cái biểu hiện đặc trưng của thoát vị đĩa đệm như thế nào? Đối với cái biểu hiện của cái thoát vị đĩa đệm á thì nếu mà chúng ta bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ á, nếu mà đĩa đệm thoát vị đĩa, nếu mà chúng ta bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì cái biểu hiện á nó sẽ làm cho mình mỏi cổ. Có nhiều người không đau nhiều, mỏi thôi, mỏi ở vùng cột sống cổ, hoặc là mỏi ra cái vai, hoặc là mỏi xuống cái vùng với hông tới, hoặc là cái bả vai phía ngoài. Có một số người ngay cái hõm nách nữa. Rồi á nó sẽ làm cho ở đây nè, mình thấy có cái mạch máu nè, mạch máu màu đỏ nè, đó Phương Nguyên thấy không, nó có cái mạch máu màu đỏ, cái mạch máu này nè nó đi từ dưới này, nó lòn lòn lên, nó nuôi tới cái não ở phía sau của mình đó, nó nuôi cái não ở phía sau. Nhưng mà khi là do mình đã bị thoát vị đĩa đệm rồi thì cái chỗ này nó bị nghẽn nè, đó thấy có cái lỗ hai bên của cái đĩa đệm, hai bên nó có cái lỗ, mà cái lỗ này vừa có động mạch nó đi lên mà vừa có dây thần kinh chui ra đó. Khi mà nó nghẽn ở đây thì do cái vấn đề thoát vị nó lấn chiếm nè, thì nó lấn chiếm vào trong cái lỗ này rồi, nó làm cho bệnh nhân sẽ nặng cái đầu ở phía sau, nặng dữ lắm. Có nhiều người chóng mặt, nhức đầu, mà hả nặng cái đầu đến nỗi mà đi khám nhiều lắm, đi chụp hình chụp phim ra mà không thấy cái gì hết trơn á, không thấy là có khối u. Bác sĩ nói bình thường, do là thiếu máu não đó. Thiếu máu não là nguyên nhân, là do từ cái cổ kéo, chứ không phải là thiếu máu não do những cái nguyên nhân khác. Nhưng mà khi mà mình đi khám ra, mình đi chụp cái MRI cộng hướng từ MRI cột sống cổ ra là thấy mình là thoát vị đĩa đệm C4, C5, C5, C6, do cái vấn đề đó nó mới ảnh hưởng lên cái đầu. Có nhiều người cứ nghĩ xoang, khám xoang, nghĩ có khối u đi khám mà cũng còn không có. Rồi tiếp theo nữa, cái biểu hiện của nó á, nó sẽ có một số người cổ không đau mà tê từ cái cánh tay đổ xuống, từ trên cái cánh tay đổ xuống tới cái bàn tay. Mà biểu hiện trên cổ không có gì hết, nhưng cái gốc nó vẫn nằm từ trên này, từ trên, do cái cột sống cổ, do cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ nó mới kéo xuống cái cánh tay, cẳng tay và bàn tay của mình. Mà không nhất thiết thoát vị đĩa đệm là đau cả hai tay, không có. Có một số người là một tay thôi, đau mỏi cánh tay rồi. Nói như vậy mình cũng cần phân biệt là có một số người để lâu, mà cái cột sống cổ để lâu quá cái nó làm cứng cái khớp vai, là đưa lên đau lắm, tự nhiên đột ngột, bình thường mình đang làm việc bình thường nhưng mà có một bữa nào đó cái ngủ dậy cái không có đưa tay lên cao được, đưa là nó đau, mặc áo cũng đau, mà gãi cái lưng ở phía sau cũng đau, không làm việc được, thì đó là viêm các cái cơ vùng vai. Rồi nó làm cho cứng khớp vai, thì những cái biểu hiện đó thì do cột sống cổ lâu ngày quá nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng đó. Hoặc là mình chạy xe mình thấy mình tê tay nhiều, tê mà nhiều lúc có nhiều người mà không có cảm giác nhiều, cứ chạy xe là phải dừng lại để mà chúng ta vận động massage xong mình đi tiếp, hoặc là
chúng ta làm cái việc cái gì đó cầm cầm nhiều lúc rớt luôn, hoặc là không cầm ăn cơm được, nó không được, nó yếu quá đi, nó yếu hoặc nó tê quá không thể nào cầm đũa được. Đó, đó là biểu hiện từ do cột sống cổ kéo xuống. Còn nếu mà cột sống ngực thì nó sẽ đau ở hai cái đường đi, nó sẽ mình sẽ thấy đau tức ngực ở phía sau hai bên cái liên sườn. À, đau nặng thì nó có thể lan ra cái xương liên sườn phía trước, ngay cái xương sườn mình ấn mình thấy có cái xương sườn đó thì nó sẽ đau nặng ở hai cái xương sườn. Còn á, đối với cột sống thắt lưng, đặc biệt là cột sống thắt lưng thì nó sẽ đau ngay vùng lưng, đau khu trú. Nếu mà để lâu nữa thì lúc nào nó cũng có cơn đau hết, mình làm việc nó cũng đau, mà ngồi cũng đau, ngồi lâu cũng đau, mà đứng nhiều cũng đau, mà đi nhiều cũng đau. Để tới cái giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ đau lan tỏa từ lưng, nó lan xuống mông, xuống đùi, xuống cái chân. Nó không còn ở cái lưng nữa, mà nó đau từ lưng mà kéo xuống cái chân luôn, chứ nó không đau khu trú một chỗ. Tới cái giai đoạn thứ tư là nặng lắm. Tới giai đoạn thứ tư á, hầu như lúc đó cái lưng nó giảm nhiều lắm, cái lưng nó ít đau lắm. Mà ít đau đây không phải là cái bệnh của mình nó đã thuyên giảm, mà ít đau đây là do nó mất cái cảm giác đi. Từ cái dây thần kinh màu vàng nè, nó điều phối vừa cảm giác vừa vận động, nó điều phối cho chúng ta mình nhéo mình sờ mình biết. Hoặc là nó giúp cho chúng ta đi đứng, là về cái vận động chúng ta đi đứng được, cho cơ nó không teo, cơ nó không có cứng khớp. Nhưng mà mình bị nghẽn rồi, mình bị chèn ép là mình phình cái đi đệm này nó ra, nó chèn ép vào cái sợi dây thần kinh. Tới cái giai đoạn thứ tư bắt đầu cái lưng không đau nữa mà nó tê thôi, nó không có cảm giác, mình không có cảm giác đau nhiều, lúc đó không có cảm giác đau, mà đau từ cái mông, mà tê xuống từ cái chân, tê từ cái đùi xuống cái cẳng chân và bàn chân của mình. Đó là giai đoạn thứ tư. Mà tới bệnh nhân mà để tới cái giai đoạn thứ tư thì đa phần đi bằng gót chân, mỗi chân yếu dữ lắm, hoặc là cảm thấy là họ rất là yếu, hoặc cái chân họ rất là yếu. Tại vì á, khi mà mình thoát vị đĩa đệm, dù nặng hay nhẹ thì không nhất thiết phải hai bên, có người một bên thôi. Một bên thì đâu có dám ngồi, ví dụ như người ta đau bên cái chân phải thì người ta đâu có dám ngồi như giống như Phượng Yên hoặc tôi. Người ta chỉ ngồi nghiêng qua bên trái để cho nó cái đường đi của cái dây thần kinh tọa cho nó đỡ đi, cho nó đỡ đau. Mình ngồi nghiêng như thế này một thời gian thì nó sẽ làm cho vẹo cột sống nghiêng sang bên trái. Đó, nó làm cho vẹo cột sống, mà vẹo cột sống này là do cái đau lưng, chứ không phải là vẹo cột sống này là do cái bẩm sinh, hoặc là do cái cột sống mà nó yếu quá, không có. Do mình cứ làm việc, mình cứ nghiêng qua như thế này hoài thì nó sẽ đổ sang qua một bên. Đó, làm thấy người ta đi méo méo lệch. Đó, đó là cái biểu hiện của đau. Nhưng mà cái giai đoạn thứ tư đó thì có một số người ấy nha, người ta không phải nhất thiết là tê hết cái cẳng chân. Có nhiều người chỉ tê hai cái cẳng chân thôi, ở mặt sau tê hai cái cẳng chân đổ xuống bàn chân. Hoặc là người ta đau cái mông nhiều thôi chứ không đau đâu hết. Có một số người thì đau cái đùi nhiều mà không đau hết, còn một số người không đau cái vị trí nào mà tê hai cái chân nhiều. Thì đó là cái biểu hiện và cái triệu chứng của đau thoát vị đĩa đệm, cột sống lưng, cột sống cổ và cột sống ngực. Vậy là những biểu hiện của một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm sẽ trải qua 4 giai đoạn, và giai đoạn thứ tư là giai đoạn nặng nhất. Đúng rồi. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta biết thì cột sống có vai trò rất là quan trọng, vừa là trụ cột duy nhất, vừa là cơ quan chứa đựng thần kinh. Cột sống thì nối liền và điều khiển các khớp xương thông qua hệ thống cơ bắp, dây chằng và thần kinh, tạo nên khả năng vận động của con người. Và như bác sĩ Ngọc chia sẻ thì nếu như không may chúng ta bị thoát vị đĩa đệm thì không những là chúng ta phải chịu những cơn đau nhức hành hạ, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến khả năng vận động của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip mà ekip của chương trình vừa thực hiện với các bệnh nhân có những biểu hiện của thoát vị đĩa đệm. Xin mời quý vị. Hiện nay chưa có thống kê chính xác về tỷ lệ người mắc thoát vị đĩa đệm, tuy nhiên bệnh rất phổ biến. Đối tượng mắc bệnh nhiều nhất là những người độ tuổi trung niên, lao động nặng, ngồi nhiều, thừa cân. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc vài đĩa đệm cùng lúc trên cột sống, lưng hoặc cổ. Những biểu hiện của thoát vị đĩa đệm được thể hiện khác nhau qua từng giai đoạn bệnh, như rối loạn cảm giác xuất hiện ở giai đoạn đầu của bệnh, các lực của tay chân giảm sút đáng kể, xuất hiện những cơn đau khi cúi người, khi ho hoặc hắt hơi. Cơn đau thường giảm khi nghỉ ngơi, tăng nhanh hơn khi vận động, mất dần cảm giác khi cầm nắm, hoặc thực hiện một việc đòi hỏi sự khéo léo thì sẽ được biểu hiện rõ. Một số trường hợp còn bị tê bì chân tay. Tự nhiên nó tê à. Rồi sau chụp hình thì nó chèn ép xương sống cổ á. Rồi bị tê hai bàn hết trơn luôn. Tê rồi nó mỏi từ đây xuống đây. Hai tay hết trơn luôn. Bây giờ là không cảm giác. Không làm nặng gì nhiều hết, tại vì già thì nó bị hay sao, đau lưng cứ từ từ nhức cái chân, nhức dài xuống chân, nó tê hai bàn chân luôn.
thì ngồi làm mà sau đó cho ôm xuống nó bị luôn. Cũng làm cũng việc hơi nặng á, nhưng công việc nặng á, làm lao động mà. Rồi nó bị sự cố luôn. Bệnh thoát vị đĩa đệm đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, đồng thời phải có chế độ sinh hoạt phù hợp. Tuy nhiên thực tế cho thấy, do thói quen sinh hoạt, do công việc nên nhiều bệnh nhân còn lơ là trong quá trình điều trị, dẫn đến bệnh diễn tiến nghiêm trọng hơn. Cỡ trên 5 năm trước thì có đau rồi có đi đại học y dược, em trai thì nó bị lòi dị đĩa đệm, giờ uống thuốc thì nó đỡ rồi, giờ có làm như về mình ngồi mình làm nhiều á, bắt đầu giờ nó tái lại. Ngơi nhiều hơn, không nên làm là không nên làm nặng, không xách nặng chứ không có chòm ngồi rồi đó, những cái ấy đó. Chung là bác sĩ đó, tây y thì cũng có chỉ hết, với nằm nghỉ ngơi nhiều hơn cái làm. Giờ thì cũng làm theo mà cũng không đến đổi theo 100% theo bác sĩ, tại vì cũng ở nhà cũng công việc nha. Thoát vị đĩa đệm không chỉ gây ra những cơn đau buốt cuộc sống mà còn có thể để lại nhiều hệ lụy nếu không được chữa trị kịp thời. Vì vậy khi có những dấu hiệu bệnh lý liên quan đến cuộc sống xương khớp, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác bệnh, điều trị kịp thời và đúng cách. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của các bệnh nhân trong phóng sự vừa rồi thì cho chúng ta thấy là hầu như các bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm ở hai vị trí, đó là ở đốt sống cổ và vùng thắt lưng. Thưa bác sĩ Ngọc, vì sao hai vị trí đó thường dễ mắc, thường bị thoát vị đĩa đệm? Đối với cột sống cổ và cột sống thắt lưng thì thông thường mình đi khám thì đa phần cổ với lưng thôi, chứ cột sống ngực nãy giờ tuy tôi nói nhiều nhưng mà ít trường hợp xảy ra. Tại vì cột sống cổ nè, nó phải nâng đỡ, nó chịu, cái nhiệm vụ của nó là phải chịu nâng đỡ cái đầu. Đó, nó chịu lúc nào nó phải chịu một cái lực nâng đỡ cái đầu, cho nên là nó hay bị thoát vị cột sống cổ. Mà cái thoát vị cột sống cổ hay xảy ra nhất là cái C4, C5, C6 và C6, C7, là ba đĩa cuối là dễ bị nhất, tại vì nó là cái nơi chịu lực ở dưới này, cái nguyên cả cái đầu dồn nén hết vào cái cột sống cổ này. Nhưng tới cái cột sống ngực nó ít có khi nào mà mình nghe tới cái thoát vị đĩa đệm cột sống ngực, cũng có nhưng mà nó rất là hiếm. Tại sao? Tại vì cột sống ngực nó có cái khung sườn bảo vệ nè, cho nên là khó để mà thoát vị lắm. Tiếp theo, cột sống thắt lưng đó là dễ bị. Tại sao? Tự vì cột sống thắt lưng nó nâng đỡ hết toàn bộ cột sống ngực, cột sống cổ và cả cái đầu, nó nâng đỡ hết toàn bộ cơ thể luôn. Cho nên khi mà mình nhìn vào cái mô hình mình sẽ thấy cột sống cổ nó nhỏ lắm. Đó, tới cột sống ngực nó hơi bự xíu, tới cột sống thắt lưng thì nó quá bự, nó mới nâng đỡ được, giống như cái trụ ở dưới nó phải to, ở trên nó mới nhỏ lại thì nó mới vững chắc. Đó, cho nên là mà cái vị trí của cột sống thắt lưng hay bị nhất là L34, L45 và L5S1, là ba cái đĩa đệm đó hay bị cái thoát vị đĩa đệm nhất. Thường thì thoát vị đĩa đệm là do những nguyên nhân nào gây nên thưa bác sĩ Hồng? Thoát vị đĩa đệm đối với những trường hợp về cột sống cổ thì đó là do, đa phần là do cái tính chất công việc là nhiều nhất. Do là cái công việc là chúng ta phải cúi nhiều. Những người mà buôn bán thì người ta phải ngồi, người ta viết nhiều, người ta sẽ cúi nhiều. Hoặc là công việc người ta phải ngồi trên máy vi tính mà người ta thiết kế không đúng, nghĩa là cái bàn nó thấp quá đi, cứ cúi vậy hoài nè. Nếu mà mình biết cách thì cũng không sao, mình để một cái bàn cao hơn so với mình như thế này, để cái vi tính mình ngồi ở cái trục thẳng như thế này thì không vấn đề gì hết, mà còn cứ cúi miết như thế này nè, nó làm cho mất cái quân bình lực cơ thì nó cũng sẽ dễ bị thoát vị đĩa đệm. Hoặc những công việc mà chúng ta ngửa nhiều, chẳng hạn như giáo viên nè, thợ sơn nè, các anh quay phim nè, đó thì mình phải ngước nhiều như thế này thì nó cũng sẽ rất là dễ bị. Tự nhiên khi mình ngước như thế này nè, đó là cái cơ phía sau nó mạnh hơn mà cơ phía trước nó rất là yếu. Còn nếu mà chúng ta cúi nhiều nè, cái cơ phía trước nó mạnh nè mà cái cơ phía sau nó yếu, đó thì nó sẽ mất cái quân bình của cái lực cơ đó đi, thì nó dễ dàng dẫn tới cái thoát vị đĩa đệm. Và không may nếu như bị thoát vị đĩa đệm thì cái việc điều trị có khó khăn hay không? Việc điều trị của cái thoát vị đĩa đệm thì không, nếu mà giờ là khoa học nó đã tiến bộ rồi, cho nên nó không có cái gì khó khăn hết. Và để cho tôi nói tiếp về cái vấn đề cột sống nguyên nhân mà tôi do cột sống thắt lưng thì nó là do cái tính chất công việc, cũng là do tính chất công việc đối với những người trẻ. Chẳng hạn như là người ta phải lao động nặng nè, hoặc là công việc của họ phải ngồi nhiều, ngồi hàng 8 tiếng đồng hồ, hoặc là ngồi liên tục, hoặc là công việc người ta phải đứng liên tục, nó làm cho cái cơ của mình nó yếu dần.
do là nó làm việc riết cái bắt đầu nó sẽ yếu đi hoặc nó mỏi đi, đáng là mình phải vận động cho cơ nó dẻo dai, nó săn chắc. Mà mình làm việc nhiều quá trong một thời gian quá dài thì nó cũng dễ dẫn tới cái vấn đề thoát vị đĩa đệm đối với những người trẻ. Còn đối với những người mà trung niên và lớn tuổi thì cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa phần là do cái vấn đề thoái hóa xảy ra. Thoái hóa đốt sống nó dẫn tới thoái hóa đĩa đệm, mà cái đĩa đệm này nó sẽ có những cái dây chằng bám để cho cái đốt sống và đĩa đệm này nó vững chắc. Dây chằng thì dây chằng bên, dây chằng dọc trước, dây chằng dọc sau, dây chằng vàng, những cái dây chằng này nó bám để nó cho giúp cho cột sống vững vàng. Nhưng mà khi đó thoái hóa rồi thì nó sẽ dễ làm cho cái rách cái bao sơ và cái nhân bên trong của cái đĩa đệm nó thoát ra bên ngoài, nó lấn chiếm vào những cái sợi dây thần kinh. Còn cái việc điều trị thì bây giờ thì nếu mà đã bị thoát vị đĩa đệm rồi thì chúng ta có hai cái phương pháp để điều trị. Một là chúng ta chọn cái phương pháp phẫu thuật. Còn phẫu thuật là cái gì? Phẫu thuật là chúng ta ví dụ nó phình ra, đó ra một cục như thế này thì bây giờ người ta sẽ cắt cái phần phình ấy ra, người ta bỏ đi. Hoặc là nếu mà thêm mà đĩa đệm mà nó thoát ra quá nhiều là một số nơi là người ta sẽ lấy luôn hết cả một cái đĩa đệm mới của mình, của đĩa đệm thiệt của mình nè. Lấy ra luôn, cạo hết cái nhân ra. Rồi người ta sẽ thay một cái đĩa đệm, một cái đĩa nhân tạo giả vào trong cái đốt sống của mình. Người ta gọi là thay đĩa đệm á. Rồi xong người ta bắt cái nẹp vít cố định lại. Đó, thì đó là cái phương pháp phẫu thuật. Còn nếu mà mình sợ cái phương pháp phẫu thuật, mình sợ dao ké, mình nghe nói tới phẫu thuật mình sợ, mình có thể chọn cái phương pháp thứ hai, phương pháp an toàn. Đó là phương pháp vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu có nghĩa là sẽ dùng những cái máy móc kéo giãn, những cái phương pháp nắng chỉnh về cái cột sống. Mình thấy khuyến khuyết của cái cột sống thắt lưng có cái gì, cột sống cổ có cái gì thì mình trị theo cái khiếm khuyết đó. Khiếm khuyết là cái gì? Giống như tôi mới nói, bây giờ khi mình đau thì các cái cơ phía sau nó co thắt sẽ có cái máy sóng siêu âm trị liệu, nó sẽ làm cho cái cơ này nó sẽ giãn ra và nó mềm ra. Và khi đau thì mình sẽ có cái tình trạng viêm thì cái sóng nó tác động vào nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng viêm mỗi ngày, chứ không thể nào là một ngày làm xong là hết liền. Hoặc là mình bị thoát vị phình ra như thế này thì sẽ có máy kéo giãn ra để cho hai cái khe là mình nhìn thấy nè. Nếu mà bình thường á, mình thấy sẽ cái giữa hai đốt sống nó có một cái khe khoang đĩa đệm nằm đây, cái khoang đĩa đệm nó bằng nhau hết á, bằng nhau. Nhưng mà khi mình đã bị thoát vị đĩa đệm rồi, nó chạy ra ngoài đây rồi thì bên trong là nó ít lại rồi, nó xẹp lại, nó không có còn như thế này nữa mà nó gần lại với nhau. Đó người ta gọi là xẹp đĩa đệm. Thì bây giờ mình kéo ra đi để cho cái nó có không gian rộng thì cái anh đĩa đệm này anh trở về cái vị trí ban đầu của anh. Thì lúc đó anh sẽ hết chèn ép. Đó, thì có máy kéo, rồi có nắng chỉnh bằng tay, có cái dòng điện trị liệu, có đủ thứ để mà tác động trực tiếp lên từng đốt sống. Thì lúc đó cái bệnh mình nó sẽ trị dứt điểm. Ví dụ như mình đẻ quá nặng đi thì nó sẽ dứt điểm 70-80%. Nếu mình mới bị thì 80-90%. Còn á hả, mình mà bệnh mình nó quá nhẹ thì mình có thể khỏi hẳn, đặc biệt đối với giới trẻ. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của Sĩ Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc từ đầu chương trình cho đến giờ thì chúng ta cũng đã hiểu được bệnh thoát vị đĩa đệm là bệnh như thế nào và biểu hiện của bệnh ra sao, cũng như là nguyên nhân và cách điều trị bệnh. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì chương trình sẽ dành thời gian để cho quý khán giả giao lưu trực tiếp với bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc để quý vị đưa ra những thắc mắc của mình để bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc giải đáp và tư vấn. Quý vị hãy gọi về 4 số điện thoại đường dây nóng của chương trình, đó là các số 02923600842, 02923600843, 0906766456 và 02822369898. Còn bây giờ thì xin mời quý khán giả bắt đầu đặt câu hỏi cho bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc ạ. Xin chào bác sĩ, tôi là Lê Thị Kim Anh ở Sóc Trăng. Bác sĩ cho tôi hỏi là tôi bị đau cột sống hơn một năm nay rồi, mà mấy tháng nay tự nhiên cái nó đau lan qua hai bên bả vai, đau dữ lắm. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị thoát vị đĩa đệm phải không ạ? Và cho tôi xin cái hướng điều trị. Cảm ơn bác sĩ. Dân xin được chị cảm ơn chị Kim Anh ở Sóc Trăng. Và với câu hỏi của chị Kim Anh, xin mời bác sĩ Ngọc giải đáp cho chị. Chị đã biết là mình đã bị thoát vị đĩa đệm rồi. Bây giờ đau ở hai cái bả vai. Nếu mà giống như ban đầu tôi nói rồi, đau hai cái bả vai thì đó là do từ cái cột sống cổ. Thì cái không phải nhất thiết thoát vị đĩa đệm đâu, thoái hóa cột sống nó cũng xảy ra, mà gai cột sống nó cũng đều đau, hoặc là bị thoát vị đĩa đệm, hoặc là lệch đốt sống, người ta gọi là trượt cái đốt sống.
hoặc là xẹp cái đốt sống. Bình thường đốt sống nó bự như thế này, giờ nó xẹp đi thì nó cũng thể gây đau. Mà bây giờ chị đã có một cái chắc là nếu mà đã chụp đã có cái kết quả là thoát vị đĩa đệm thì mình đã chụp cộng hưởng từ em trai rồi mình mới biết. Thì mình đã có cái kết quả chính xác thoát vị đĩa đệm rồi, thì nó sẽ đau từ cổ nó lan ra cái bả vai đó. Có nhiều người hả đau xuống cái vùng với không tới nữa, vùng với không tới, đau dữ lắm, mỏi hoặc là tê. Có người hả tê cái kiểu mà nóng rát luôn, có kiểu nó lúc nào nó cũng giống như sắc ớt hoặc là phỏng lửa vậy đó, nó nóng rát, nó khó chịu, hoặc là nó mất cái cảm giác vùng đó, nhìn mình sờ vào mình thấy nó ngứa, nhưng mà không phải ngứa ở đây là ngứa là do là bị da gì hết, mà đã do là mình mất cái cảm giác đi. Nó sẽ làm cho mình tê tai hoặc là nó làm cho mình nặng cái đầu. Thì biểu hiện của chị nó đã có rồi, nó đã là mỏi cái vai rồi, thì nó cũng là cái biểu hiện từ cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Thì bây giờ chị phải nên tới các cái phòng khám có cái phục hồi chức năng vật lý trị liệu, để mà mình sẽ có những cái máy móc kéo giãn, có những cái máy móc mà nó hiện đại để phù hợp với cái bệnh của chị. Tại vì mình đã thoát vị đĩa đệm thì ở đây á, nó có kỹ thuật rất là hiện đại, là nhìn vô trên phim. Chẳng hạn như chị không nói là chị bị thoát vị nào hết, nhưng mà nếu mà đã là thoát vị chẳng hạn như C4, C5 hoặc C5, C6 đi, thì các em kỹ thuật viên sẽ dùng cái tay tách ở hai cái mẩm gai phía sau này giữa C4 với C5 ra, để cho nó có cái khe hở lại thì đĩa đệm trở về cái vị trí ban đầu của nó. Hoặc là dùng cái máy kéo giãn kéo ra cho đĩa đệm nó cũng sẽ trở về lại. Nói chung là dùng cái phương pháp nắn chỉnh, chứ còn uống thuốc thì nó không giải quyết được gì hết. Uống thuốc thì nó sẽ giảm đó một thời gian thôi, sau đó hết thuốc thì nó cũng sẽ bị lại. Mà uống riết như vậy thì sau này cái dạ dày nó bị phá, nó rất là người ta đau dạ dày. Đối với những người xương khớp mà uống nhiều, có một số người nói với tôi tôi uống cả thúng, rồi có một số người nói trời ơi thúng gì, tôi uống cả cái bao tạ chứ còn thúng gì đó. Có nhiều người ta nói mà nghe mà thấy thương. Nhưng mà nếu mà quý vị biết á, thì có thể kết hợp giữa uống thuốc, giữa cái điều trị về cái phương pháp vật lý trị liệu, thì cái kết quả nó đem lại nhanh hơn cho mình. Tiếp theo cũng là một câu hỏi của một khán giả ở Sóc Trăng, đó là anh Vũ. Anh cho biết là anh chụp em trai thì kết quả bị lệch đĩa đệm. Hiện nay tay anh bị tê nhiều, anh muốn hỏi bác sĩ Ngọc cái cách điều trị bệnh như thế nào? Bị thoát vị đĩa đệm mà bây giờ nó tới tê cái tay rồi, là tới cái trường hợp thứ tư. Hồi nãy tôi nói rồi, cái giai đoạn đầu thì mình chỉ đau mỏi cổ có lúc có lúc không. Giai đoạn thứ hai là mình đau liên tục, lúc nào mình cũng đau mỏi cổ, đau vai hết. Giai đoạn thứ ba là chúng ta đau liên tục, đau lan tỏa là từ cổ vai xuống cái cánh tay, cẳng tay nó nhức lắm, đụng đâu là nó cũng nhức, nhức vị trí nào nó cũng nhức. Hoặc là nó đau từ cái khớp vai đổ xuống cái bắp tay đó. Tới cái giai đoạn thứ tư thì lúc đó không có còn cảm giác đau nhiều, mà lúc tới lúc đó là nó tê bì xuống cái hai cái cánh tay, cẳng tay và bàn tay của mình. Thì anh ở cái giai đoạn thứ tư. Giai đoạn thứ tư thì cũng là nặng rồi, thì chèn ép nó nặng, thì anh ráng cố gắng để mà điều trị về cái phương pháp vật lý trị liệu. Chứ còn đối với cột sống cổ mà phẫu thuật á, là nếu mà nó có cái biến chứng á, thì nó sẽ làm cho mình yếu cả hai tay hai chân, đi đứng nó rất là khó khăn. Còn đối với cột sống thắt lưng mình phẫu thuật, nếu mà nó để lại cái biến chứng á, lỡ mà không thành công á, thì nó sẽ liệt hai chân thôi, cái tay nó không liệt. Còn mỗi cột sống cổ là cả tay cả chân đó. Cho nên là anh nên chọn cái phương pháp an toàn là cái phương pháp vật lý trị liệu. Nếu có dịp nào đó anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì có thể cầm cái phim cộng hưởng từ MRI mà anh đã chụp rồi á, anh có thể đem tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, để mà chúng tôi có thể cho anh xem phim xong rồi cho anh có phác đồ điều trị cụ thể. Nhưng mà đã là chọn cái phương pháp vật lý trị liệu thì không thể nào là hôm nay tôi lên tôi khám vật lý trị liệu xong cho tôi điều trị rồi cho tôi thuốc thì về nhà tôi uống rồi hết thuốc tôi lên lại tôi tái khám, thì không phải như vậy. Phải điều trị mỗi ngày, trước mắt là 7 ngày, sau 7 ngày thì bác sĩ người ta sẽ khám lại xem mình bình thường cột sống cổ nếu mà chèn ép nặng ha, mình ngửa ra phía sau vậy nè, đau dữ lắm. Anh có thể thử cái test mình có gặp trước đau không, ngửa ra phía sau như thế này có đau không, mà đặc biệt là ngửa hết tầm nha, mình xem mình đau thiệt là đau thì mình biết là nó đang chèn ép, có thể là chèn ép tủy. Có nhiều người đau mà buốt lên tới đầu hoặc là ngửa ra mà nó tê cái tay thì chèn ép tủy thì nó quá nặng rồi, có thể là phải phẫu thuật đó. Đó, cho nên là anh cần phải điều trị sớm để mà mình không phải nghĩ ngay tới vấn đề phẫu thuật. Tiếp theo xin mời bác sĩ Ngọc giải đáp câu hỏi của anh Đỗ Văn Hoàng ở Cần Thơ. Anh cho biết là anh bị đau thắt lưng nhiều năm rồi, anh cũng có đi chụp MRI, kết quả chẩn đoán là anh bị thoái hóa cột sống thắt lưng, lồi đĩa đệm tầng L1, L2 không chèn ép rễ thần kinh, thoát vị đĩa đệm tầng L2, L3 ra sau trung tâm lệch phải, ép rễ L3 phải, lồi đĩa đệm L3, L4 chèn ép lỗ liên hợp hai bên.
Xin hỏi bác sĩ Ngọc cách điều trị ra sao? Trường hợp của anh thì nó khá rõ ràng rồi. Lồi đĩa đệm L23, thoát vị đĩa đệm L34, rồi còn lồi cái đĩa đệm L12 nữa, thì nói chung là anh bị một đĩa nặng và hai đĩa nhẹ. Trường hợp của anh là anh cần phải phải đi khám, nên cầm một cái cộng hưởng từ MRI tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cho cái phương hướng mình điều trị vật lý trị liệu. Tại vì có trong đó nó có một cái đĩa đệm L12 là chưa có chèn ép vào rễ thần kinh, mà L23 thì nó là thoát vị đĩa đệm mà nó gây hẹp cái lỗ liên hợp rồi. Thì nó hẹp cái lỗ liên hợp này nè, anh nhìn nè, bên đây nó có cái lỗ, mà cái lỗ này dây thần kinh chui ra. Bây giờ nó hẹp rồi làm sao dây thần kinh nó chui ra được? Nó mới lan ảnh hưởng từ mông, anh đã có cái biểu hiện là đau lưng rồi, để lâu nó sẽ tê chân nữa. Cho nên mình phải điều trị sớm đi để mình không phải phẫu thuật. Đó, chứ phẫu thuật là chi phí nó vừa tốn kém mà. Trước phẫu thuật là anh phải tốn thời gian, phải làm tất cả các xét nghiệm, và sau đó mình phải nhập viện trước khi phẫu thuật, và phẫu thuật sau đó mình phải nằm nghỉ dưỡng hồi sức, và sau đó vài ngày nữa. Rồi nói chung là cũng tốn rất là nhiều thời gian mà. Có cách đây vài ngày tôi cũng có khám cái anh đó, anh đã phẫu thuật lần đầu bắt cái nè vít, nhưng mà chỉ có 2 tuần sau anh lại nhiễm trùng vết mổ, anh lại phẫu thuật lại một lần nữa. Cái vết mổ anh lúc trước, cái trước mổ nó ngắn vậy nè, bây giờ hạ sau mổ nó dài, miễn dài một đoạn gần cả 10 phân. Đó, nguyên cả dọc toàn bộ cuộc sống thắt lưng luôn. Nói tới năn nỉ chúng tôi điều trị, bây giờ bắt nạp vít làm sao mà điều trị được? Bắt nạp vít đâu có thể nào mình kéo ra. Nếu mà mình mổ cắt cái nhân nhầy đĩa đệm thì mình còn kéo được. Còn mổ bắt cái nạp vít cố định rồi, hoặc là thay cái đĩa đệm nhân tạo mình kéo, thì cái đĩa đệm này nó rớt ra làm sao? Nó lỏng lẻo nó rớt ra làm sao? Hoặc là mình bắt cái nạp vít thì nó đâu có cái độ đàn hồi nữa. Cuộc sống thắt lưng của chúng ta là có cái độ đàn hồi, chúng ta có thể ngửa nghiêng xoay, bây giờ bắt nạp vít rồi nó cứng rồi, làm sao mà chúng ta kéo ra được? Cho nên nó không đâu có trị được cái gốc. Giống anh muốn nhổ cỏ thì anh phải nhổ cái gốc đi thì cái cỏ nó mới không mọc lại, chứ còn anh mà cắt cái ngọn thì bữa nó cũng phải mọc lại tiếp thôi. Cho nên là mình phải trị cái gốc từ trên cột sống thắt lưng. Có một số người giống như tôi nói, ở tới giai đoạn thứ tư thì cái lưng người ta không đau nhiều, mà người ta đau cái chân thôi, hoặc là tê cái chân thôi. Tuy rằng là bị cái chân nhưng mà cái gốc nó nằm từ cái lưng. Cứ người ta cứ nghĩ là cho tôi chụp hình cái chân á, chứ cái lưng tôi không có đau. Cái gốc nó nằm từ đó, người ta hay còn gọi là cái thần kinh tọa. Đó, mình chỉ cần trị cái lưng thì cái chân tự mỗi ngày cảm giác mình sẽ thấy nó sẽ tự hết. Đó, tại vì cái bệnh này là chính cái người bệnh người ta tự cảm nhận. Nên nó dễ là như vậy. Cho nên là anh cần phải nên điều trị sớm, chứ để mà càng lâu nữa thì cái bệnh nặng này anh phải tốn tiền nhiều hơn nè, anh phải tốn thời gian nhiều hơn nè. Bây giờ cái phương pháp vật lý trị liệu thì nó đã hiện đại rồi, ở nhiều nơi cũng có, nhưng mà cái chi phí nó cũng không tốn bao nhiêu tiền hết. Chẳng hạn như đối với anh, giống như anh mô tả là hiện tại anh đang đau cột sống thắt lưng. Đau cột sống thắt lưng thì anh có giật, có máy kéo giãn cột sống. Thì nó chỉ có 50.000, anh siêu âm trị liệu cũng 50.000, anh chạy điện 50.000. Cái phương pháp của anh á, trong cái bệnh, đối với cái bệnh lý mà anh mới vừa đọc thì anh khoảng tầm 5 phương pháp thì chỉ có 200 rưỡi tới 270.000 thôi một ngày thôi. Một tuần nó lên nó cũng không có bao nhiêu tiền hết. Thì nếu mà anh ở xa thì phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì nó có chỗ cho những bệnh nhân ở lại xa cũng tiện. Cái chi phí nó cũng không có thấp, nó không có cao, nó chỉ có 70.000 một ngày thôi. Đó, nó cũng tiện cho anh nữa, cho nên anh cần phải sắp xếp sớm để mà mình anh điều trị. Và đặc biệt là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì được trang bị với những cái phương pháp là những cái máy móc hiện đại mà máy nhập từ châu Âu. Cho nên là cái bệnh của mình nó sẽ nhanh hơn là đối với những cái máy của châu Á hoặc là của Việt Nam. Dân xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc đã tư vấn rất là cặn kẽ cho anh Hoàng, một khán giả ở thành phố Cần Thơ. Còn tiếp theo sẽ là câu hỏi của anh Toản ở Tiền Giang. Anh Toản cho biết là anh năm nay 45 tuổi, anh đi khám ở bệnh viện Hòa Hảo, kết luận anh bị thoát vị đĩa đệm lưng, thoái hóa đốt sống cổ, anh bị đau ngực, và anh muốn hỏi bác sĩ Ngọc có phải nguyên nhân của thoát vị đĩa đệm gây ra hay không? Hầu như là cuộc sống là anh bị hết rồi. Anh bị đĩa đệm cuộc sống, thoát vị đĩa đệm cuộc sống lưng, mà thoái hóa thì thoái hóa cuộc sống cổ, và đau thì đau cuộc sống ngực. Thế nói chung là toàn bộ cuộc sống anh đều bị hết. Thì thoái hóa cột sống cổ có nghĩa là cột sống cổ bình thường mình nhìn ở thấy là nó bằng phẳng thì nó đều ha, còn thoái hóa thì nó không đều như thế này mà nó gồ ghề ra, giống như tưởng tượng giống như cái nhà mà nó bị thấm á, nó bị thấm lâu ngày cái nó nổi sùi ra, thì cái thoái hóa nó cũng giống vậy. Ví dụ như cái nhà nó có một cái vùng thấm, một cái vùng không thấm, thì cái vùng không thấm nó có nghĩa là không bị thoái hóa thì nó trơn nhẵn như thế này, còn cái vùng thấm là cái vùng thoái hóa thì nó sẽ gồ ghề ra và nó sẽ chèn ép vào cái rễ. Ví dụ như đây là nó bằng phẳng này, nhưng mà khi mà thoái hóa thì nó gồ ghề, nó chạm vào cái rễ đó, thì nó cũng gây đau mỏi cổ, đau ra vai, nó tê tay.
Còn đối với đau cột sống ngực thì tôi nghĩ ngay tới anh là bị viêm dây thần kinh liên sườn hoặc là thoái hóa cột sống ngực. Thì đa phần thoái hóa cột sống cổ nó cũng thỉnh thoảng nó cũng sẽ gây thoái hóa cột sống ngực. À, thì nó sẽ đau tức ngực ở phía sau, có thể đau lan hai bên hông của cột sống ngực. Còn nếu anh tiếp theo là anh đã bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thì thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là cái lưng ở vị trí này, giờ nó cái đĩa đệm nó ở vị trí này giờ nó thoát ra, nó phình ra như thế này, nó chèn ép vào cơ thể thần kinh, nó có thể là làm cho anh đi đứng yếu. Chẳng hạn như là tôi đi, nếu mà chèn ép nhẹ ha thì anh có thể đi đứng được, nhưng mà chèn ép quá nặng thì tôi có thể đi được 10 cây số, 5 cây số tôi đi bộ thoải mái, không đau, không gì hết. Nhưng mà đối với anh thì anh có thể đi một chút xíu thôi, đi khoảng dừng dài 100 mét là bắt đầu đứng rồi tê cứng rồi, hoặc là không đi nổi, đau quá không đi nổi, phải đứng đó mình vận động rồi lát nữa mình mới đi tiếp được. Hoặc là đi như vậy thì nó sẽ làm cho mình yếu, nó sẽ là yếu dữ lắm. Mình phải vận động mà một ngày, chẳng hạn như người ta quy định mình 1000 bước, nhưng mà bây giờ mình đi sau 1000 bước nổi 100 bước thôi là đi không nổi rồi, chứ đừng nói 1000 bước, thì bắt đầu cơ nó teo lại. Mà nó teo lại thì bắt đầu nó sẽ gây ra cái tình trạng yếu, để lâu nữa thì nó gây ra tình trạng liệt, là lúc đó chúng ta phải đi bằng gậy. Gậy sau này từ từ mà không điều trị nữa thì phải ngồi trên cái xà lan. Đó là cái biến chứng. Có một số người ta cứ nói là cái bệnh tôi bị thoát vị đĩa đệm rồi, uống thuốc hoài nó không hết, tôi đi đông y tây y, tôi đi khắp nơi rồi bác sĩ tôi cứ mổ mà tôi sợ quá, tôi không có mổ, tôi cứ để hoài vậy đó, mà mỗi ngày tôi mỏi yếu. Không phải là cái bệnh này á hả, mình chịu cái cơn đau nhất, nếu mà để lâu mà không điều trị nó biến chứng, nó để lại là không còn cảm giác gì hết. Mình có một số người đó nó không có cảm giác đến nỗi mà tiêu không được, tiểu không có được, rất là khó đi tiêu, là cả một cái vấn đề. Nói chung lúc nào cũng táo bón, tại vì cái đường ruột của chúng ta nó phải có cái cơ thiệt là mạnh để chúng ta làm. Bây giờ dây thần kinh này nó bị chèn ép rồi, nó đâu có điều khiển cái cơ đó nữa đâu, cho nên là cái co bóp nó rất là khó, nó cứ dồn xuống mà nó không tống ra nổi, nó không, cơ nó không làm việc để mình tống ra bên ngoài, cho nên là nó dễ táo bón, rồi đi đại tiện nó rất là khó. Đó là trường hợp quá nặng thì chúng ta lúc đó chúng ta phải phẫu thuật để gỡ cái chèn ép đó ra. Cho nên là còn trẻ thì anh nên điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu cho nó an toàn. Thì nếu có dịp nào đó anh có thể tới ghé thành phố Hồ Chí Minh thì anh có thể đem hết tất cả phim chụp của cái thoái hóa cột sống cổ, cột sống ngực và cái MRI của cột sống thắt lưng, anh có thể đem lên phòng khám của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đọc phim và cho anh cái phác đồ để mà điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, để mình không phải phẫu thuật mà nó lại an toàn cho mình, mà cái bệnh của mình nó lại hết, chứ không biết cứ đi lang mang. Có một số người ta đi đắp thuốc hoặc là lễ ra mà cái lưng người ta nói là hả, máu ra nó khỏe lắm, nhưng mà bây giờ về nó cũng bị lại. Làm sao bây giờ mình chèn ép ngay chỗ này mà mình lễ máu ra thì cái này nó gỡ được đâu? Sao mà nó gỡ, không có cơ chế nào nó gỡ được hết. Hoặc là mình đau cái mình đắp lá, đắp thuốc ở phía sau, cái từ từ cái nó sẽ hết cái chèn ép này, hết cái thoái hóa. Có nhiều người ta nói có cái gai mòn luôn cái gai, làm sao mà đắp thuốc không có cơ chế nào để cho nó mòn để cái gai đó được. Cho nên chúng ta phải chọn những cái phương pháp an toàn để cho tiền không mất mà tật không mang. Thưa bác sĩ Ngọc, còn chú Dũng ở Đồng Tháp thì chú cho biết là chú bị đau hai gân cổ, đi đứng hay bị chóng mặt. Chú muốn hỏi chú có phải là chú bị thoát vị đĩa đệm hay không, và cách điều trị như thế nào? Cổ chú là đau mỏi ở hai bên cái cổ và nó chóng mặt, đi đứng chóng mặt. Thì giống như biểu hiện ban đầu tôi nói của các cái bệnh lý về cột sống cổ, mà bệnh lý về cột sống cổ nó có nhiều lắm, chẳng hạn như là thoái hóa cột sống nè. Thoái hóa cột sống là giống như tôi nói rồi, bình thường nó bằng phẳng như thế này, thoái hóa nó gồ ghề ra. Nó gồ ghề ra thì nó sẽ mọc ra những cái chồi gai, có nghĩa là thoái hóa xong rồi nó sẽ tới là gai cột sống. Đó, nó mọc ra những cái chồi gai, nó đè vào cái sợi dây thần kinh. Đó, rồi hoặc là chúng ta bị trượt đốt sống cổ. Thay vì bây giờ bình thường hai cái đốt sống này mình thấy trên và dưới nó bằng nhau, giờ nó không bằng nữa, nó trệt, nó lệch ra như thế này. Người ta gọi là trượt đốt sống cổ. Hoặc là đốt sống của mình chiều cao nè, thấy nó bằng, cái nào có chiều cao nó bằng nhau, nhưng mà giờ nó xẹp rồi, nó còn có nửa, nó không có cao như thế này mà nó thấp đi. Nó thấp đi. Đó thì nó cũng chèn ép vào những cái rễ thần kinh như vậy. Thì không biết là chú ở cái bệnh nào thì chú nên phải đi khám để mà mình có bác sĩ sẽ có những cái test xem ngứa ra thế này đau nhiều thôi mình chụp cộng hưởng từ MRI, hoặc là có những cái cử động của cột sống cổ mà mình đau ít thôi thì thôi mình chụp một cái X quang thông thường để mình xem cái mức độ chèn ép như thế nào. Thì chú phải điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu chứ, mà nó đã nhức cái đầu rồi, đi đứng là đứng lên nó hay loạn trạng lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì ở đây nè, cho nó cột sống cổ nó có cái mạch máu lên, nó nuôi não. Nhưng mà bây giờ nó bị nghẽn ở đây rồi, nó do bị thoái hóa hoặc do gai hoặc là do cái thoát vị đĩa đệm. Nó chèn ép, nó không có cái bơm lên máu lên, nó rất là khó khăn. Cho nên là
đứng lên ngồi xuống là nó hay choáng, nó hay say sẩm, hoặc là lúc nào cái đầu mình nó cũng nặng, lúc đầu cái vai mình cũng giống như đang khiêng vác một cái vật gì đó mà thật sự mình không có khiêng đó. Nó là như vậy. Rồi cái tiếp theo nữa hả, là nó làm cho mình tới đêm không ngủ được. Đêm không ngủ được là nó đang như thế này, là đang ngủ ngon được sâu giấc rồi đó, cái nhức quá, nhưng như có những cái cử động nó làm cho nhức quá, rồi thôi được ngồi dậy luôn. Rồi khi mà mình đã thức rồi, nguyên đêm mộng thức, thì các bạn sáng ngày hôm sau dậy nó chóng mặt, nhức đầu và huyết áp nó lên nữa, cho nên chú cần phải điều trị sớm đi. Thì tôi nghĩ ngay tới chú là bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đó, thì chú biết mình có thoát vị đĩa đệm hay không thì chú phải tới bác sĩ để bác sĩ khám, và sau đó sẽ cho chú chụp một cái cộng hưởng từ MRI để cho nó rõ ràng cái bệnh của mình. Chứ còn bây giờ đi khám cái đầu, đi chụp X quang, đi chụp cái CT thì hầu như là nó, bác sĩ hầu như nói là không có bị gì hết. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, theo như bác sĩ Ngọc chia sẻ thì đối với bệnh lý thoát vị đĩa đệm sẽ có nhiều phương pháp điều trị. Tuy nhiên là với chủ đề của chương trình hôm nay, đó là điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu, thì chúng ta hãy cùng xem điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp này có những ưu điểm gì. Xin mời quý vị cùng xem phóng sự sau đây. Như trong phần giao lưu tọa đàm cho thấy, thoát vị đĩa đệm không chỉ gây đau nhức, mà nếu không được điều trị kịp thời, còn gây ra những biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, tọa lạc tại số 1 Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày tiếp nhận và điều trị hàng chục trường hợp thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp vật lý trị liệu. Tùy vào triệu chứng, thời gian mắc bệnh và điều kiện riêng, phòng khám sẽ có chuyên gia tư vấn và điều trị cho từng bệnh nhân. Này này làm cũng cả tuần thấy nó giảm 30% thì nó không còn đau buốt như lúc trước nữa, nó không có tê lên trên mấy cái ót nữa, nó cái cổ nó tê lên mấy cái ót trên đầu nó nhức. Chà chạy điện ủ sát, chỉ sống ngắn á, làm á, với mông mềm á, đầu ngày từ đầu mà bắt đầu vô là tới tuần lễ á. Kết quả nó bớt nhất chừng mà thấy nó bớt tê á, giờ tiếp tục điều trị ngày nào cũng đi vậy đó, đi điều trị thêm đúng tuần lễ cứ khám lại. Tôi điều trị ở đây là được nay là được 12 ngày rồi, kéo lưng rồi chạy điện, có những lần thì xung kích bằng máy xung kích điện, nhưng mà chỉ một tuần chỉ được 2 lần thôi. Và tôi cũng bị được xung kích có 2 lần thôi. Đó. Và đồng thời siêu âm gối, siêu âm lưng. Đến nay 2 gối của tôi đã giảm được 70% rồi. Và cái lưng của tôi thì cũng thấy giảm được 70% đau. Quá trình trước và sau điều trị, người bệnh cũng cần lưu ý là sinh hoạt, làm việc đúng tư thế, rèn luyện thể lực, chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, sự kiên trì không bỏ cuộc giữa chừng cũng sẽ giúp người bệnh điều trị có hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi thì thật sự là thông tin vui khi mà các bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đều đã được điều trị khỏi bằng vật lý trị liệu. Và để chúng ta hiểu rõ hơn về liệu trình, thời gian cũng như là chi phí điều trị thoát vị đĩa đệm như thế nào thì chúng ta cùng nghe bác sĩ Ngọc tư vấn tiếp nhé. Trước kia khi mà nghe nói tới vật lý trị liệu á, thì mọi người cứ nhầm tưởng nó là một cái phương pháp đông y, phải đi châm cứu, phải cấy chỉ rồi uống thuốc nam. Nhưng mà bây giờ thì vật lý trị liệu không phải vật lý trị liệu nó hoàn toàn là một cái phương pháp về tây y, nó không liên quan gì tới cái phương pháp đông y hết. Thì đông y nó cũng là một cái phương pháp, là một cái phương thức điều trị đó, nhưng mà nó khác. Còn vật lý trị liệu nó là một phương thức theo cái tây y, thì chúng ta sẽ điều trị bằng cái máy móc không như sóng siêu âm trị liệu nè, dòng điện trị liệu nè, cái máy kéo giãn, nói chung là những cái phương pháp nắn dĩnh. Và phải kết hợp với uống thuốc tây nha. Đó, kết hợp với uống thuốc tây, thay vì bình thường mình đi khám, mình có bệnh mình đi khám thì bác sĩ chỉ cho uống thuốc và đi về thôi. Người ta không có cho cái phương pháp, nó không có những cái phương pháp kéo nắn chỉnh, thì hết thuốc nó cũng sẽ đau lại. Còn đối với cái phương pháp vật lý trị liệu là chúng ta vừa kết hợp thuốc tây mà vừa kết hợp với cái phương pháp vật lý trị liệu. Ví dụ như chúng ta bị thoát vị đĩa đệm đi, L4, L5 của cột sống thắt lưng như vậy đi ha, thì sẽ có máy kéo giãn cột sống ra, để cho cái đĩa đệm này nè, nó sẽ hở ra và nó có cái khoang rộng thì nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu của nó. Người ta gọi là phương pháp nắn chỉnh. Và sau đó là khi mà mình đau theo cái dây thần kinh tọa, có nghĩa là đau từ lưng mà xuống chân, bị tê chân đi, thì cái dòng điện nó sẽ đi từ lưng luôn, một miếng ở lưng, mông, đùi, bắp chân, thì nó sẽ chạy điện theo cái sợi dây thần kinh đó, nó làm
kìm hãm lại, nó không làm cho bệnh nhân đau nhiều. Và khi mà mình đau thì cái cơ vùng sau lưng nó cứng lắm, nó bị co thắt lại, thì sẽ có cái sáp paraffin trị liệu để ủ trong cái lưng khoảng 20 phút cho nó mềm ra. Sau đó mình dùng những cái phương pháp khác. Yeah. Đó, rồi á, khi mà mình đau như thế thì nó sẽ có tình trạng viêm. Viêm thì ở đây nó có cái sóng siêu âm trị liệu hoặc là sóng xung kích trị liệu. Nó cái sóng này á, nó mình cảm nhận nó rất là ít, nó không có cảm nhận gì nhiều hết, nhưng mà nó là sóng mà nó tác động từ bên ngoài, nó vào sâu khoảng 5 cm, cái độ sâu xuyên thấu của nó là 5 cm, nó có thể vào tới cái đốt sóng thì nó làm cái tình trạng viêm giảm đi. Tại vì đa phần á, khi đối với những cái bệnh nhân mà đau thoát vị được đi đệm cuộc sống á, thì ai cũng phải uống cái kháng viêm. Nhưng mà khi mà chúng ta đã nhờ được cái sóng siêu âm trị liệu nó tác động vào, nó đã giảm đi cái tình trạng viêm, thì thay vì mình phải uống 3 tháng mình mới hết thì mình chỉ cần uống 1.5 tháng thôi mình đã hết. Dạ. Rồi mình nhờ hai cái phương pháp mình tác động vô cùng lúc đó. Và tiếp theo đó là có cái phương pháp nắng chỉnh thì mình thoát vị đĩa đệm L4-5 thì kỹ thuật viên sẽ dùng tay tách cái mỏm gai phía sau nè, L4 và L5 tách ra thì nó sẽ trở về cái vị trí ban đầu của nó. Thì cái phương pháp vật lý trị liệu nó nhiều lắm, nhưng mà cái máy của cái châu Âu nó khác cái máy của cái châu Á. Châu Âu thì tất cả mình dùng bằng cái màn hình cảm ứng, nó rất là tiện và rất là nhanh. Lỡ nó có cái trục trặc, ví dụ như mình kéo mà nó có một cái vấn đề gì đó, kéo không thẳng hay kéo như thế nào là máy nó sẽ báo. Hoặc là mình kéo mà có một số người là tại vì cảm ứng không mà người ta kéo lỡ mà quá ký lô đi, nó kêu. Yeah. Nó phải có một thêm một cái thao tác, nó nói là có phải cái bệnh nhân này nè phải kéo là trên 20 ký đó hay không, yes hoặc là no. Nó làm vậy là cho người kỹ thuật viên người ta gợi nhớ, còn có thêm cái thao tác này nữa. Nếu mà mình có lỡ kéo sai thì mình chỉnh lại cái số ký kéo, bắt đầu mình mới bấm chữ Z thì đã bắt đầu nó chạy. Đó, nó rất là hiện đại. Hoặc là đang kéo mà có vấn đề gì nó kêu ten ten, nó báo ngưng lại cho mình, chứ nó không có thể nào kéo tiếp tục. Cho đối với những cái máy dòng châu Á hoặc Việt Nam thì mình chưa nghiên cứu được như vậy. Yeah. Đó thì tất cả máy móc của chúng tôi nhập từ châu Âu. Và khi mà mình đã quyết định chọn cái phương pháp vật lý trị liệu rồi thì mình phải đi liên tục, không có thể đi ngắt quãng. Và những cái phương pháp chúng tôi nói đó, một phương pháp là 50.000, thì một bệnh nhân nó khoảng tầm là 5-6 phương pháp thì khoảng tầm 250-300.000 một ngày đối với cái lưng nha. Còn nhiều người mà bị thêm cái cổ nữa thì cũng là cỡ khoảng một cái giá tiền nữa, khoảng 200 mấy ngàn nữa, chứ không phải là tôi có một số người nói là ủa sao bác sĩ nói là có 200 mấy 300 ngàn mà sao tôi quá trời vậy, thì cái lưng cái cổ nó lại khác, cho nên là nó ở một cái vị trí. Và khi mà mình đã vật lý trị liệu thì nó sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ. Chẳng hạn như mình nhìn đây, mình sẽ thấy nó có cái này, cái gối lưng. Thì mình nhìn trên cái mô hình mà thấy cột sống lưng mình nó cong như thế này. Khi mà mình, đó là cái cột sống bình thường nha. Còn khi mà mình đã bị đau lưng rồi thì giống như tôi nói là cơ nó co thắt lại rồi. Cơ co thắt thì nó làm cho cứng cái cột sống. Cột sống nó không còn có cái độ cong này nữa. Yeah. Thường là làm mất đi cái độ cong. Người ta gọi là giảm đường cong sinh lý. Hoặc là cơ nó co thắt lại thì nó có cái gối nè. Cái gối này theo cái đường cong này, thấy không? Yeah. Nó tạo cái đường cong lại để phía sau cột sống như thế này. Một lần mình nằm nửa tiếng và mình nằm 3 lần một ngày. Thì lúc đó cơ mình nó thoải mái, dễ chịu lắm. Và ở đây sẽ có cái gối cột sống cổ. Gối cột sống cổ thì nó có hai cái đầu, đầu cao và cái đầu thấp. Cái đầu cao thì chúng ta để tập và cái đầu thấp thì chúng ta để ngủ. Tập thì làm sao? Mình thấy cột sống cổ cũng vậy, nó cũng phải có cái độ cong vậy. Đa phần những người bị cột sống cổ xoay qua xoay lại nó rất là khó, không có thể nào xoay được đâu. Nó bị hạn chế cái cử động, thì cái gối này nó như thế này. Nó để ở cái vùng vai. Đó, mình nằm như thế này khoảng nửa tiếng ngày 3 lần, đó là để tập cho cơ nó giãn ra và nó sẽ đẩy cái đĩa đệm mình một phần thôi, chứ không thể đẩy hoàn toàn giống như cái máy vật lý trị liệu. Và tiếp theo nữa, nó có cái đầu này, cái đầu thấp này thì mình thấy cái đường cong này, đây đầu thấp, đây nó uốn lượn như thế này, cái này nó ôm cái cột sống cổ và này nó nâng cái đầu, đây mình nâng như thế này, đó làm dễ chịu lắm. Mà còn nếu mình gói bình thường thì chỉ nâng cái cổ thôi, nó nâng cái đầu mà nó không nâng cái cổ. Mình đã có thể cái gối bình thường ở nhà mình ha, mình thử đi, mình lấy cái tay mình lòn vô được cái cổ, chứ cái gối này mình không lòn được, tại cái này nó đã ôm rồi. Mình không lòn được. Mà ngủ á, đối với những người mà cột sống cổ là hay bị tê tai lắm, mà ngủ cái gối này thì nó sẽ giảm đi cái tình trạng tê. Dân xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê của Bộ Y tế thì tại Việt Nam có tới 17% người trên 60 tuổi bị mắc chứng đau lưng, và nhiều người trong số này thì bị đau lưng do thoát vị đĩa đệm. Bệnh xảy ra ở khoảng 30% dân số, hay gặp ở lứa tuổi lao động từ 20 cho đến 25 tuổi. Những người làm văn phòng, làm việc nặng nhọc và người già là dễ bị mắc thoát vị đĩa đệm. Thưa bác sĩ Ngọc, đối với những người có nguy cơ cao cũng như là cả những người ít nguy cơ bị mắc thoát vị đĩa đệm thì chúng ta có những cái cách nào để phòng tránh không ạ?
Thì dù chúng ta mà chưa bị hay là bị rồi thì chúng ta cần phải có những cái tư thế đúng. Tư thế đúng như sao, như ngồi như tôi ngồi như thế này, ngồi một tư thế 45 độ chứ không có thể cúi ra phía trước, mà cũng không có ngồi ưỡn ra phía sau mà không có điểm tựa. Đó, ngồi là nếu mà ngồi á, đối với một cái ghế tốt á, là phải có một cái điểm tựa phía sau và ngồi thẳng lưng như thế này chứ không có được cong như thế này. Mình phải luôn luôn thẳng. Và đối với những cái, đối với mà khi mà mình làm việc và viết nhiều á, thì cái bàn nó phải cao tầm này chứ không có để thấp quá, như vậy là quá thấp. Đó, thì mình viết làm sao mình đừng có cúi nhiều, mình phải phải cúi được chỉ vậy thôi. Đó, đối với những đứa trẻ bây giờ á, như ngày xưa á, mình cầm viết là mình cầm vậy thôi để mình viết, mình thấy được cái nét chữ. Còn các em học sinh bây giờ toàn là cầm vậy nè, cầm cái cây viết vậy, cho nên là mỗi lần viết cái gì là phải cúi như thế này nè. Cho nên mấy em bây giờ, mấy em trẻ dễ bị vẹo cuộc sống lắm, do cứ cầm cúi như thế này, vừa bị đau cái cổ, vừa bị mắt, mắt nó không có chinh, nó không có, có đúng, rồi nó bị chinh, rồi nó bị vẹo của cuộc sống nữa. Đó là do những cái tư thế mỗi ngày nó dồn từ năm này qua năm nọ, nó làm tới vẹo cuộc sống, mắt lé, rồi đau cổ. Có cách đây được 2 tuần tôi có khám, cái em bé đó mới có 8 tuổi à, tối là lại là nó nhức nhức kinh khủng, nó phải bắt mẹ nó bóp nắng, nó là mẹ hà lấy dao chặt cái chân con đi. Nhiều lúc nó trẻ mà nó còn hiểu được như vậy, nhưng mà đi khám hoài cũng không ra bệnh, mà tới điều trị vật lý trị liệu mới có 1 tuần, mà mới ngày đầu tiên thôi, ngày tối đó là cũng kêu mẹ bóp mà bóp nhẹ thôi, còn ngày hôm sau là thoải mái, tự không có kêu bóp gì hết. Tại vì phương pháp vật lý trị liệu nó có những cái phương pháp nó đi vào sâu, giống như tôi nói là cái sóng xung kích trị liệu hoặc là cái sóng siêu âm trị liệu, nó tác động vào những cái nơi viêm, nó làm giảm cái tình trạng viêm, thì lúc đó lại hết đau hết nhất. Đó, cho nên là mình phải có những cái tư thế đúng khi sinh hoạt hàng ngày, muốn lấy cái gì đó là mình ngồi xuống lấy chứ đừng cứ khum lưng mà lấy. Thì những cái tư thế đó thì nó chúng sẽ không có làm cho mình. Còn đối với những người mà muốn công việc nặng á, mình muốn làm cái gì mình cũng dùng cái tư thế đứng tấn, chứ đừng có đứng cái lưng trên đó mà khum xuống, thì một càng lâu mỗi ngày thì nó dần tới cái vấn đề là thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa hoặc là gai cuộc sống. Vâng, xin được những cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc ạ. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta cũng đã được nghe bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc tư vấn về cách điều trị cũng như là các phương pháp để phòng tránh bị thoát vị đĩa đệm. Còn bây giờ thời gian còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ dành cho quý khán giả gọi điện thoại trực tiếp về 4 số điện thoại đường dây nóng của chương trình, đó là 02923600842, 02923600843, 02822369898 và 0906700345 để quý vị đưa ra những thắc mắc của mình cho bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc giải đáp. Và tiếp theo xin mời quý khán giả đặt câu hỏi cho bác sĩ Ngọc ạ. Tôi tên là Lê Quang Liêm ở Bạc Liêu. Hằng ngày đi làm thì tôi rất hay là vận động tay chân. Tối về tôi thấy nó hay đau nhức cái phần sống lưng á. Cảm giác là đau nhức kéo dài, thì tôi xin hỏi bác sĩ là đây có phải là triệu chứng của cái bệnh thoát vị không ạ? Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của một khán giả ở Bạc Liêu, anh Liêm, và xin mời bác sĩ Ngọc giải đáp cho anh. Trường hợp của anh là anh mới chỉ đau vùng cột sống thắt lưng thôi. Thì nếu mà vùng cột sống thắt lưng đó thì anh cần phải đi khám, đi chụp phim đi. Chụp phim X quang hoặc là cộng hướng từ MRI để mình xem là bị có thoát vị đĩa đệm hay không. Nhưng tất cả các triệu chứng về có cột sống thắt lưng thì đa phần là bị thoái hóa cột sống, gai cột sống hay là thoát vị đĩa đệm. Mà muốn biết được hay không thì mình có MRI hoặc X quang mới thấy, chứ còn tôi không thể nào mà nhìn bên ngoài tôi đoán anh được thoát vị đĩa đệm, tôi đâu có mắt nào tôi nhìn bên trong được. Thì chỉ có máy móc thôi. Nếu mà anh mới ra cột sống thắt lưng thì cũng nhẹ thôi, chưa có tới giai đoạn nặng là nó sẽ đau lan xuống mông, xuống đùi, xuống chân hoặc là tê chân. Thì anh mới ra cột sống thắt lưng thì anh có thể gõ, nếu mà anh sử dụng cái điện thoại chỉ có cần màn hình cảm ứng thôi, anh gõ là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh đó, thì anh cứ gõ đi. Tôi có các cái bài tập tôi hướng dẫn trên đó, tôi có 2 cái clip, một cái clip về cột sống cổ, một cái clip về cột sống thắt lưng, tôi hướng dẫn rất là rõ ràng. Thì anh có thể là tập theo các cái bài tập đó trong 1 tuần, anh xem thử coi 10 phần anh giảm bao nhiêu phần. Nếu mà anh giảm được thì thôi, còn nếu mà anh thấy không giảm, tối về nó vẫn đau, thì anh nên tới với chúng tôi để mà chúng tôi sẽ thăm khám và cho đi chụp phim xem mình bị cái gì để mình có hướng điều trị nó sẽ cụ thể hơn. Còn anh Tiệp ở Cà Mau thì anh cho biết anh bị nhức lưng, có đi khám ở bệnh viện Cà Mau, bác sĩ chụp hình kết luận anh bị gai 2 đốt cột sống. Anh muốn hỏi bác sĩ Ngọc là thoát vị đĩa đệm và gai cột sống thì có giống nhau hay không? Anh bị tê tay tê chân có ảnh hưởng gì không? Và bác sĩ cũng tư vấn cho anh cách điều trị. Anh nói nhiều tới vấn đề là đau cột sống thắt lưng. Thì bị thoái hóa, bị gai 2 cái đốt sống thắt lưng rồi,
cái bệnh thoái hóa và gan nó như thế này. Thoái hóa là giống tôi nói ha, bình thường ha, nó phẳng vậy ha. Thoái hóa là nó gồ ghề ra, nó gồ ghề ra, nó sùi ra. Và nó sùi ra, những cái sùi á, mỗi ngày hôm nay nó sùi có một chút à, ngày mai nó sùi thêm một cái nữa, nó dày. Ngày mốt nó sùi tiếp nữa thì nó phần nhọn ra, người ta gọi là cái gai cột sống. Là do thoái hóa nó mọc ra cái gai. Đó. Mà cái gai đó, nó đó bây giờ đây nè, nó rất là đẹp, nhưng mà cái gai nó không còn dày nữa đâu, nó sẽ gồ ra, nó chạm vào cái rễ thần kinh như thế này. Nó chạm vào rễ thế này thì nó sẽ cũng đau từ lưng lan xuống mông, tê chân. Còn đối với cái thoát vị đĩa đệm là khác à, do cái đĩa đệm chứ không phải do đốt sống. Còn hồi nãy tôi nói thoái hóa và gai là do đốt sống. Còn thoát vị đĩa đệm là đĩa đệm ở đây nó thoát ra bên ngoài, nó không còn ở vị trí này mà nó phình ra như thế này, nó cũng chạm vào cái rễ thần kinh, là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau. Đó thì anh đã bị thoái hóa cột sống rồi, mà biểu hiện đau nó giống nhau nha, biểu hiện đều hai cái bệnh đó đều đau lưng, đều xuống chân của mình hết. Mà cái thoát vị đĩa đệm á thì thông thường nó hay làm cho mình tê chân nhiều đó, từ lưng xuống mông xuống chân và tê chân. Thì đừng có để tới cái giai đoạn tê, tới cái giai đoạn thứ tê thì nó dễ tới cái teo cơ lắm, nó yếu chân mà nó teo cơ nữa thì nó rất là khó trị. Có một số người là nó có biểu hiện là không còn cảm giác gì hết, nó nóng rát, nó giống như là phỏng lửa vậy đó, nó nóng cỡ đó đó, làm nó mất đi cái cảm giác rồi thì nó sẽ gây ra cái tình trạng lúc đó là anh phải đi phẫu thuật mới nổi. Tại vì nó yếu, nó không còn cảm giác nữa, nó không có điều phối. Mình nhéo mình biết đau, chứ còn khi mà mình bị cái chân đó là nhéo nó không có cảm giác đau nhiều. Còn chú Đức ở Tiền Giang thì chú cho biết là mỗi sáng khi thức dậy thường thì chú sẽ bị chóng mặt và tê tay. Chú muốn hỏi bác sĩ Ngọc là chú bị bệnh gì, có phải là thoát vị đĩa đệm hay không, cũng như là cách điều trị? Trường hợp của chú tôi nghĩ nhiều tới nghe thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Từ giờ mình ngủ dậy á, là mình cảm thấy mình nặng cái đầu ở phía sau nè, thỉnh thoảng đau mỏi cột sống cổ nè, hoặc là nặng cái đầu, nhức cái đầu. Tối rồi đêm rồi nó khó ngủ, hoặc là mình làm việc mình cảm thấy mình có tê tay nhiều, hoặc là mỏi hai cái tay rã rời. Có một số người đau nhức xương khớp á, là cái cảm giác họ đang là lao động rất là siêng năng, nhưng mà khi mà đã là bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hoặc là cột sống thắt lưng, cái tự nhiên người ta làm biến hẳn ra. Người ta thấy là không muốn làm việc được cái gì hết, tay chân lúc nào nó cũng mỏi rã rời, không có muốn làm việc, muốn ở không vậy đó. Nhưng mà nhiều lúc cái nó qua đi, vài ngày sau cái giống như khỏe mạnh bình thường, bắt đầu lom đi làm việc lại. Cái làm việc lại thì nó lại đau tiếp. Đó, nó cứ lặp đi lặp lại, nó giống một cái lập trình như vậy. Thì sau này cái bệnh mình cứ càng nặng, có nghĩa là chắc là do mình vận động mình đau, không có. Vậy là nó đã có cái vấn đề rồi. Cho nên trường hợp của chú thì tôi nghĩ ngay chú thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là nhiều. Có một số người như vậy cứ đi khám cái đầu hoài, lo đi khám cái đầu hoài mà cái gốc không có lo điều trị thì nó lại khác. Có một số người uống có rối loạn tuần hoàn não á, uống riết hoặc là hoạt huyết dưỡng não, uống để cho máu nó bơm lên não. Nhưng mà thực sự cái gốc nó nằm từ đây, mình phải gỡ cái gốc nó ra đi cho nó thông thoáng. Đường ống nó đã thông thoáng rồi thì nó bơm lên nó dễ dàng hơn. Đó. Xin mời bác sĩ Ngọc tiếp tục tư vấn cho khán giả Mai Thị Ngài ở Bến Tre. Chị cho biết là chị bị đau thắt lưng, đi chụp MRI bác sĩ nói chị bị thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm đốt sống L4, L5, bị đau ngang thắt lưng mỗi ngày khớp háng. Bác sĩ cho biết cách điều trị như thế nào? Đối với chị là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, đau lưng mà mỏi khớp háng, giống như tôi mới nói là đường đi của nó là cái đĩa đệm cột sống thắt lưng là đau lưng nè, đau ra cái hông. Có một số người đau hông rất là nhiều, có một số người là đau cái mông nhiều, có một số người là đau ngay khớp háng, đau lan ra trước khớp háng, đi đứng nó rất là khó khăn, hoặc là đau phía sau đùi xuống bắp chân, cẳng chân và bàn chân của mình đó. Cho nên là trường hợp của chị là đau lưng nè, đau cái khớp háng, thì tôi nghĩ ngay tới cái vấn đề là cái thoát vị đĩa đệm của cột sống thắt lưng, mà ngay L4 L5 mà giờ chị mới vừa mô tả thì mình đã có cái kết quả rất là rõ ràng rồi. Thì chị có dịp nào thì chị vào thành phố Hồ Chí Minh có thể cầm theo cái cộng hưởng từ MRI mà chị đã mới vừa chụp theo lên với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cho cái phương pháp điều trị vật lý trị liệu. Thì lúc đó chị thấy cái khớp háng từ từ nó sẽ hết mỏi, và cái lưng á từ từ cái mức độ đau nó sẽ giảm đi mỗi ngày. Còn chị Hồng ở Bình Dương thì chị cho biết là chị bị nhức và tê hai bàn tay, ngón tay co vào không được và hay bị đau từ thắt lưng trở xuống. Chị muốn hỏi bác sĩ Ngọc là chị bị bệnh gì và cách điều trị như thế nào? Đối với trường hợp mà sáng mình ngủ dậy mình cứng nè, hoặc là mình chỉ vận động là cái tay á, mình nắm vô được mà mở ra nó kêu cái bật mình mới mở ra được. Đó, người ta gọi là ngón tay bật, mở ra nó rất là khó, hoặc là nắm không có chặt. Nắm tay cứng thì cái trường hợp đó nó có nhiều nguyên nhân. Một là chúng ta bị hội chứng ống cổ tay, là nó cũng sẽ tê nữa, thì nó tê nó mất cảm giác, nó yếu dần, hai cái cầm nắm rất là khó. Hoặc là giống như tôi nói là nghe cái bật thì nó bị hội ngón tay lò xo đó, ngón tay cò súng đó. Đó thì nó do nó viêm cái khớp bằng viêm bao gân cái khớp bàn đốt đó.
Nó có nhiều nguyên nhân thì mình phải đi khám xem được nguyên nhân nào thì mình điều trị. Mà đối với những cái trường hợp cái tai chị thì điều trị rất là nhanh, tại vì nó là nó không có giống như cái cột sống thắt lưng của chị là đau lưng rồi nó có liên quan tới dây thần kinh tọa thì nó sẽ lâu hơn, còn đối với cái bàn tay thì nó rất là nhanh, nó có những cái sóng siêu âm trị liệu nó tác động vào thì cái mấy cái viêm khớp nó rất là nhanh ha. Rồi cái đau lưng của chị thì chị cũng phải đi khám để xem thử mình có bị thoái hóa cột sống, gai cột sống hay thoát vị đĩa đệm để có cái phương hướng mình điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thì nó mới trị được cái dứt điểm cái bệnh của mình. Dạ. Còn chị Lộc ở Hậu Giang, chị cho biết là năm nay chị 33 tuổi, tình trạng của chị là bị đau thắt lưng bên trái và hay bị giật. Chị muốn hỏi bác sĩ Ngọc, chị bị bệnh gì, có phải là thoát vị đĩa đệm hay không và cách điều trị ra sao? Có một số người đau thắt lưng trái người ta nghĩ ngay tới cái thận, nhưng mà khi đi siêu âm thì người ta nói là thận hoàn toàn bình thường. Thì giống như tôi nói rồi, đau cái lưng nó sẽ lan ra cái hông, cái đường đi của cái dây thần kinh nó sẽ lan ra cái hông. Trường hợp của chị là tôi nghĩ tới vấn đề là bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cũng có khả năng, cho nên mình cần phải đi khám thì để xem mình bị thoái hóa cột sống lưng, thoát vị hay là gai hay là các bệnh lý cột sống thắt lưng, thì chị phải điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu để mà nó để dứt điểm được cái bệnh của mình, chứ không có chị điều trị những cái phương pháp đắp thuốc đắp lá là nó cũng không hết, mà cái bệnh của mình là mỗi ngày nó mỏi nặng hơn. Có một số người lúc trước người ta đau có lưng thôi, người ta cứ đi điều trị nhiều nơi, đi đắp nghe ông thầy nào hay thì cứ đi đi riết mà nó lan xuống chân, từ từ lan xuống chân, nó yếu chân nên nhiều lúc phải chống bằng cái gậy đi tới với chúng tôi, là do là người ta nói tôi không biết, biết tới này là giờ tôi đi nơi này là cuối cùng rồi đó. Dạ, dạ ngay xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, qua 4 số điện thoại đường dây nóng của chương trình thì hiện giờ bộ phận thư ký đã cho chúng tôi biết là nhận được rất nhiều các câu hỏi của các khán giả gọi đến cho chương trình đưa ra những thắc mắc của mình để bác sĩ Ngọc giải đáp. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình có hạn, vì vậy mà đối với những câu hỏi nào mà quý khán giả gọi trực tiếp đến cho chương trình mà chưa được giải đáp trong chương trình hôm nay thì các chuyên gia của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức ở địa chỉ 001 lô H chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất bằng điện thoại. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu đã mang lại cho quý khán giả của truyền hình thành phố Cần Thơ những thông tin để giúp quý vị hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu, để từ đó chúng ta duy trì một lối sống tích cực và mạnh khỏe. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình tọa đàm hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đã dành thời gian đến với chương trình và tư vấn thật là cặn kẽ, thật là cụ thể cho quý khán giả. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho chương trình này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.